Này và ân phúc được tham dự cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ chúng ta làm nghi thức nhận nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta vui mừng tề tựu lại đây để dâng nhà nguyện mới này cho Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy khẩn khoản này xin người khẩn ban ơn người đến với chúng ta và dùng quyền năng người làm phép nước này. Hãy trên chúng ta làm dấu chỉ thông hối và nhớ lại chức rửa tội cũng như để thân tẩy các tường nhà thờ nhà nguyện mới này. Nhưng nhất là chúng ta phải lưu tâm điều này là chính chúng ta được rước tin và mọi người đến nỗi không ngừng chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha mà còn nhủ lòng thương lấy xương xa bác ấy rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô là thuận lợi. Quả thế vì lòng thương Chúa quyết định những ai vương mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch trở nên chi thể của người và cùng với người thừa kế phận thưởng đời đời. Vì vậy xin Chúa ban phúc lành. Trên bàn thờ này và làm cho dân Chúa trở nên cụ lễ muôn đời dâng lên Chúa. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa đã nhận hy lễ mà Đức Kitô của Chúa đã dâng trên bàn thờ thánh giá để cứu chuộc loài người. Chú lấy tình phụ tử. Chúng ta mời cùng bàn tham dự thánh lễ.
Vinh y mong bà rê tí khóc tờ hờ Mang cơ nhuôn lý bói trong tì Đập đòn klep cơ chắc Pang mô kri tô dị bà nhạc Lũ bà gờ răng y Rập băng yang ai liên lang ư ca la tô Bọc ma oai ca pong tôm ca bơ ngay Pơ cơ tôm ta trông Pang oai lâm tôm ca bơn đi đăng Trong rin lu bơn sang sân yếc ai cơ cơ Nong bọc kri tô sang qua ca ăn Ta li mơ non ca như Đuôi nhắc tôm kê Chúa đã đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin Chúa ban cho cha nhiều ân sủng để cha tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên là chúng con ngày một vững tin nơi Chúa và yêu mến Ngài như Ngài yêu mến chúng con. Vâng, con mời cha đứng giữa giúp con. Thầy ơi, con mời thầy ra chụp với đoàn chúng con một tấm hình luôn này nè. Rồi, con xin mời các đoàn của Na chụp hình với đoàn chúng con. Đoàn chúng con đứng quá. Con mời cha Pháo ạ, chụp với. Xong rồi mọi người. Bây giờ các bạn ăn cơm xong rồi mới uống được. Đây mới đoán được thiệt mà. Rồi, bây giờ như thế này. Xem khóc rồi mọi người. Con mời chú Đông. Chú Đông ơi. Chú Đông ơi. Rồi, Vy ơi, con xong rồi, con bỏ cái đó để họ bày lên. Rồi, mình tranh thủ cái việc này đi, chị Hương ơi, tranh thủ cái việc đó đi. Bây giờ chị Hương ơi, còn bao nhiêu chị đưa lại cho trên đó họ tự lấy đi, để mình tranh thủ mình vào trong bàn này. Cô Oanh ơi, cô Oanh ơi. Rồi, cô đưa cho. Rồi, lời cha Liên cũng muốn là gửi tặng cho đoàn của chúng ta một bài, một nhạc phẩm xin bạn lên đường. Rồi đoàn cố gắng nén lại một chút xíu nghe giọng ca của cha bà Liên cũng là một cái lời cảm ơn và tri ân đến đoàn. Karaoke tiến bản. Rồi,